Chào mừng bà con đến với chuyên mục chia sẻ kỹ thuật nuôi tôm khỏe của công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển thủy sản Bình Minh. Hôm nay, Bình Minh muốn chia sẻ với bà con chuyên đề về kiểm soát pH trong ao nuôi. Chuyên đề này được phòng kỹ thuật của công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển thủy sản Bình Minh biên soạn và thực hiện. pH là một trong những yếu tố quan trọng luôn được quan tâm đến nhiều nhất trong ao nuôi tôm bởi yếu tố này phản ánh môi trường ao nuôi và sức khỏe của tôm nuôi. Để góp phần vụ nuôi tôm được thành công, bà con nên phải theo dõi điều chỉnh pH theo yêu cầu là từ 7,5 đến 8,3. Đây là ngưỡng pH thích hợp nhất để các vi sinh vật có lợi hoạt động, hạn chế phát sinh NH3 và H2S và dao động pH giữa buổi sáng và chiều, không quá 0,5. Tuy nhiên, một số trường hợp, độ pH lên quá cao hay quá thấp ảnh hưởng đến sức khỏe tôm nuôi. Các nguyên nhân pH cao hay thấp phụ thuộc vào các yếu tố: mật độ tảo, hệ vi sinh vật trong ao nuôi, các yếu tố môi trường ao nuôi, thời tiết vụ nuôi, nồng độ oxy hòa tan. Trường hợp pH thấp dưới 7,5, tôm giảm khả năng hấp thu các chất dinh dưỡng và khoáng chất. Tôm bị mềm vỏ hoặc lột xác không hoàn toàn. Tăng nồng độ H2S gây độc cho tôm. Cách khắc phục: tăng cường quạt nước, máy sục khí, tạo thêm oxy hòa tan trong nước. Sử dụng hạt sinh học, gây màu và ổn định môi trường nước. Dùng vôi CaO từ 5 đến 10 kg trên 1.000 mét khối lúc 2 giờ đến 4 giờ sáng. Dùng vôi CaCO3, CaO và khoáng sau khi trời mưa lớn để nâng kiềm, tạo hệ đệm. Độ kiềm thích hợp trong ao nuôi tôm từ 120 đến 180 mg trên lít. Trong khoảng độ kiềm thích hợp, tạo ra hệ đệm có hợp chất bicarbonate giúp tôm lột xác, cứng vỏ nhanh. Hệ đệm cũng giúp ổn định mật độ tảo, mức độ dao động pH trong ngày dưới 0,5, giúp chống lại sự thay đổi pH, ổn định yếu tố môi trường ao nuôi. Dùng NDTA 2 kg trên 1.000 mét khối nếu ao bị nhiễm phèn. Dùng dư cao 1 lít trên 2.000 mét khối, hạn chế khí độc H2S. Trường hợp pH cao hơn 8,5, chủ yếu do mật độ tảo trong ao phát triển quá mức, làm tôm giảm ăn, nồng độ NH3 tăng, gây độc cho tôm. Cách khắc phục: có thể thay nước từ 20 đến 30% khi mật độ tảo quá cao. Dùng men vi sinh và mật rỉ đường giảm và ổn định mật độ tảo. Tăng cường quạt nước, máy sục khí giúp men vi sinh phát triển. Dùng giấm ăn 2 lít trên 1.000 mét khối. Dùng hạt sinh học từ 2 đến 3 kg, định kỳ 5 đến 7 ngày trên lần. Các biện pháp trên để tạo màu nước, ổn định mật độ tảo, tạo thức ăn tự nhiên, tăng cường vi sinh vật có lợi, lấn át và ức chế vi sinh vật có hại, cải tạo và khoáng hóa nền đáy ao, tăng cường hệ miễn dịch cho tôm nuôi, hạn chế mầm bệnh trong ao nuôi. Nếu pH lớn hơn 9, sử dụng axit hữu cơ làm giảm pH tức thời. Dùng Yuka 1 lít trên 2.000 mét khối để hạn chế khí độc NH3. Ngoài ra, để pH ổn định từ 7,5 đến 8,3, ta thường xuyên dùng vôi CaCO3, dolomite, soda và bicarbonate để duy trì hệ đệm trong nước với độ kiềm từ 120 đến 180 mg CO3 2-HCO3- trên lít. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi. Chúc bà con vụ mùa bội thu, trúng mùa, được giá.